Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Đinh Mùi, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý. Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành niên mệnh thiên hà thủy, ngày Đinh Mùi tức can sinh cho chi, có nghĩa là hỏa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm thiên hà thủy, kỷ tuổi Tân Sửu, kỷ Sửu, ngày thuộc hành thủy khác với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỷ Sửu, Đinh Dậu, kỷ Mùi thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày Mùi lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi thành Mộc Cục, xung với Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi kỷ Sửu, Tân Sửu, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý và Nhâm Tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao U Vi Tinh tốt mọi việc, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc. Các sao xấu cũng có, bao gồm sao Địa Phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ. Sao Hoang Vu, xấu mọi việc. Sao Băng Tiêu Ngọa Hãm, xấu mọi việc. Sao Hà Khôi, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Sao Chu Tức Hắc Đạo, xấu về nhà mới, khai trương. Sao Nguyệt Hình, xấu mọi việc. Sao Ngũ Hư, kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Sao Tứ Thời Cô Quả, kỵ cưới hỏi. Sao Cậu Giao, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính đông. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020 như sau. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại. Cái điều này cho thấy về phương diện tình duyên của bạn tuổi Tý trong ngày này gặp nhiều trắc trở. Người đã có đôi có cặp thì phải cần tìm cách hâm nóng lại tình cảm lứa đôi, thay vì cứ mãi tranh cãi những cái chuyện không đâu bạn tuổi Tý nhé. Và bạn tuổi Tý, bạn cần phải kiềm chế cảm xúc của bản thân mình lại, chia sẻ và tâm sự sẽ tốt hơn là tranh luận. Đôi khi chúng ta mãi mê bảo vệ cái ý kiến của mình mà quên mất rằng đối phương là người mình vốn rất chi là yêu thương. Trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý, cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý đang có cái sự cố chấp. Người đang còn độc thân thì chưa hẳn đã để cho chuyện quá khứ qua đi và bạn cho rằng mình đã buông bỏ, nhưng cứ hễ khi nào bắt đầu cái mối quan hệ mới là bạn lại vô tình so sánh đối phương với người cũ nữa nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, tình cảm tổn thương. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, cần hâm nóng tình cảm. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, đừng so sánh người này với người khác. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, bạn có thể đang mắc phải sai lầm. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc,
đừng tự cho mình là đúng. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất Sửu mùi, cho nên với bạn tuổi Sửu đang có điềm báo cái chuyện tình cảm của bạn không được tốt cho lắm. Tình cảm gia đình càng ngày càng đi đến những cái nút thắt rất chi là nghiêm trọng. Mọi người không ai chịu lắng nghe lời giải thích của người khác nữa. Bên cạnh đó, trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này mang lại cho bạn tuổi Sửu đang có cái điềm báo, có kẻ thứ ba xuất hiện trên chân một cái mối quan hệ tình cảm của bạn. Và bạn tuổi Sửu, nếu như bạn cứ để cho cái mâu thuẫn leo thang thì đó chính là cái cơ hội tốt cho kẻ tiểu nhân phá hoại tình cảm của bạn nữa nhé. Chẳng có gì là mãi mãi cả, mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian. Và nếu như bạn tuổi Sửu không chịu chấp nhận sự thực thì đó sẽ một ngày thực sự mang lại cho bạn cái vỏ mặt phủ phàng. Và bạn chớ có chủ quan khinh địch nữa bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, tình cảm mâu thuẫn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, điềm báo kẻ thứ ba. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, chủ quan khinh địch. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, cần quan tâm nhau hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này không được êm ả cho lắm, khi mà với bạn tuổi Dần đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc, cái chuyện tình cảm của bạn đang có điểm báo không được tốt lành. Đôi bên chẳng hề có cái điểm gì chung mà vẫn phải cố gắng ở lại bên nhau để giữ gìn cho hạnh phúc hư ảo nữa đó bạn tuổi Dần nhé. Bạn tuổi Dần, bản mệnh sẽ cần phải nhìn thẳng vào cái sự thực và tìm cách để giải quyết vấn đề thay vì trốn tránh. Tất nhiên ai cũng muốn có hạnh phúc toàn vẹn, nhưng nếu như không còn cách khác thì hãy thử tìm hạnh phúc mới cho mình bạn tuổi Dần nhé. Và ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì nhìn vào những tấm gương của bạn bè, người thân mà e ngại cái chuyện yêu đương, cũng vì tâm lý sợ sệt như vậy mà bạn đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội tốt đến với mình. Song, với bạn tuổi Dần, bạn nên nhớ mọi người sẽ có một số phận riêng, đâu phải ai cũng giống ai đối bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, tình duyên chưa tới. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, cần nhìn thẳng sự thật. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, đừng trốn tránh thực tại. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, thả đau ngắn còn hơn là đau dài. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, bạn nên có điểm dừng. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ 7 ngày 31 tháng 10 năm 2020.
Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hợi Mão Mùi, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Mão trong ngày này lại rất chi là tốt đẹp, con đường tình duyên được rực sáng, dễ tìm được người thương. Và với bạn tuổi Mão, bạn nhanh chóng rơi vào lưới tình, cái mối quan hệ tiến triển rất chi là nhanh chóng, đến bất ngờ với bạn nữa luôn. Trong ngày này, đối với bạn tuổi Mão, đây là cái dịp tốt để cho vợ chồng hâm nóng lại tình cảm gia đình. Có nhiều điều chưa kịp chia sẻ thì hãy tìm cơ hội để nói chuyện với nhau. Bạn sẽ thấy vấn đề được giải quyết một cách nhanh chóng đó bạn tuổi Mão nhé. Ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Mão, cái vận trình của bạn cũng đang có được ngày thực thần mang tới cho bạn cái cơ hội cực kỳ là lý tưởng để phát tài, phát lộc. Với bạn tuổi Mão, kiếm tiền rất chi là tốt từ cái chuyện kinh doanh, buôn bán của mình, không lo túng thiếu, chẳng sợ không có tiền tiêu vào cuối tuần nữa đâu đó bạn nhé. Với bạn tuổi Mão trong ngày này, xuất hành, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa hay là ký kết hợp đồng đều tốt đẹp, đi xa có người giúp đỡ, công việc thuận lợi, tài lộc được thăng tiến. Và bạn đừng quên nên xuất hành theo hai cái hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông. Hai cái hướng này sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn trong công việc cũng như là có được tài lộc về tay mình nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, tiền bạc dồi dào. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, tình duyên rực sáng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, nhân duyên bất ngờ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, phát tài, phát lộc. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, tiền kiếm dễ dàng. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn đang có cái điềm báo, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi khi mà ngày này với bạn vẫn bận rộn với công việc, bởi bạn đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Thìn hết lòng với công việc, tinh thần trách nhiệm rất chi là cao nữa. Và bạn tuổi Thìn, bạn không thể nào nhìn công việc còn dang dở mà nghỉ ngơi cho được. Nhưng bạn vô tình, cái điều đó lại khiến cho bạn chẳng hề có thời gian để nghỉ ngơi, chẳng chăm sóc cho bản thân cùng gia đình. Lợi thì có lợi, mà hại cũng chẳng ít với mình đâu đó bạn tuổi Thìn nhé. Bằng chứng là trong ngày này đối với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Thìn, dù là bạn cư xử khôn ngoan, lạnh lùng với mọi người, nhưng không khí trong gia đình lại trở nên căng thẳng đến khó tả, khiến cho những cuộc trò chuyện với bạn cũng có phần khó bắt đầu nữa nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, gia đình căng thẳng. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, công việc bận rộn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, thiếu thời gian nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, tự làm khổ mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, nên sắp xếp lại công việc. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành Tỵ Mùi tương hội. Cho nên
về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tỵ tưởng chừng như là gặp khó khăn, nhưng hóa ra lại cực kỳ là dễ dàng, người ở ngay trước mắt mà cứ ngỡ như là xa tận chân trời đó nhá. Ngày này các cặp đôi hãy dành thời gian thêm cho nhau, mùa thu đã đẹp, không khí lãng mạn ngập tràn, ngại gì mà không tạo thêm những cái kỷ niệm đẹp đẽ ở bên nhau để tình yêu được thăng hoa rực rỡ hơn nữa bạn tuổi Tỵ nhá. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp được ngày có chính tài nhập cục, cho nên bạn có được cái nguồn thu nhập vững vàng. Cái điều này giúp cho bạn tuổi Tỵ không cần phải lo lắng gì nhiều, chỉ cần bạn không tiêu xài quá hoang phí thì tiền sẽ rụng rỉnh dù tình phí có chút tốn kém với bạn đi chăng nữa nhá. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tiền bạc rụng rỉnh. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, thu nhập vững vàng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, tình duyên như ý. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, tìm được người thương. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, hạnh phúc không quản xa. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này rất có thể sẽ thấy bất ngờ với những tình cảm mà đối phương dành cho mình. Bởi ngày này với bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân dẫn đường chỉ lối cho bạn, trợ mệnh cho bạn có được cái vận đào hoa nở rộ. Với bạn tuổi Ngọ sẽ có được tình yêu như trong mơ luôn nhé. Bạn tuổi Ngọ, bạn mệnh biết được thế mạnh của mình ở đâu để phát huy, thiên tài dẫn đường chỉ lối cho bạn. Chỉ với chút tài lẻ của bạn trong tay mà với bạn tuổi Ngọ có thể gặt hái được nhiều thành công và nhận được những thành quả rất đáng mừng với mình nữa đó. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Ngọ, tiền bạc tăng tín lên đáng kể nhờ với bạn tuổi Ngọ biết cách sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, và bạn tuổi Ngọ chẳng ngại khó, ngại khổ cho nên mới có được kết quả như ngày hôm nay, đâu phải dễ ngồi mát ăn bát vàng nữa nhá. Ngày này đối với bạn tuổi Ngọ, xuất hành thì có quý nhân phù trợ, buôn bán gặp thời, buôn may bán đắt, mọi việc đều tốt, cầu tài, có tài, cầu lộc, được lộc nữa rồi. Tuy nhiên, với bạn tuổi Ngọ, bạn nên xuất hành theo những cái hướng tốt để đón vận may về cho mình, như là hỷ thần hướng chính nam hay là tài thần hướng chính đông để có thêm tài lộc về nữa bạn tuổi Ngọ nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, đường tình vượng sắc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, tiền bạc thăng tín. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, biết mình, biết ta. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, nhận được cơ hội. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này, bạn đang gặp phải ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Mùi đang có điềm báo hung vận khá chi là lớn, lấn át cát vận. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi cần phải đề phòng, rất có thể sẽ gặp những chuyện thị phi, đồn đại, không mong muốn. Dù chỉ là lời đồn vô căn cứ,
nhưng cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến đường tình duyên của bạn tuổi Mùi. Bạn cần phải chú ý, rất có thể sẽ phải mất nhiều thời gian để có thể giải thích cho người ấy hiểu rõ ngọn ngành nữa đó bạn tuổi Mùi nhé. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy vấn đề sức khỏe của bạn tuổi Mùi lại không được tốt cho lắm. Bạn mệnh dễ gặp những cái vấn đề về đường tiêu hóa, ăn uống kém ngon miệng. Bạn cần phải kiểm tra sức khỏe nếu cảm thấy mệt mỏi kéo dài nữa bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, hung vận lấn át. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, sức khỏe suy giảm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, thị phi vây hãm. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, dễ gặp chuyện xui. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này đang gặp được ngày có thổ dưỡng cho kim. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Thân rất có thể sẽ gặp được tình yêu của đời mình. Bạn mệnh không cần phải tìm kiếm đâu xa xôi, bởi tình yêu tự có thể tìm đến được với nhau nữa. Trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Thân, bạn vốn tưởng không đủ sức lãng mạn vì tâm hồn của mình còn thơ trẻ thì nay đã thay đổi hoàn toàn khi có người yêu. Và bạn tuổi Thân, bạn không nên gượng ép mình thái quá, cứ làm theo điều mà trái tim mình mách bảo nhé. Và với bạn tuổi Thân trong ngày này đang đứng trước những cái lựa chọn quan trọng của đời mình. Thế nên nếu như bạn cảm thấy tình cảm chín muồi thì hãy đến với nhau, cùng nhau chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống rất chi là tốt đẹp hơn nhiều đó bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, nhân duyên vượng sắc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, dễ có người thương. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, đường tình thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, hãy quyết đoán hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn đang gặp được ngày rất dễ được đào hoa trợ mệnh. Nhờ thế mà con đường tình duyên của bạn tuổi Dậu rất chi là hay thông, thuận lợi đến bất ngờ. Những cái mâu thuẫn rắc rối trước đó của bạn hoàn toàn được xóa bỏ. Và bạn tuổi Dậu trong ngày này dễ mắc phải những sai lầm nho nhỏ, nhưng với sự bao dung của người ấy, bạn hoàn toàn có thể tự mình sửa sai và khiến cho cái chuyện tình cảm của mình càng ngày càng trở nên thăng hoa rực rỡ hơn. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này, với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân thì hãy cho đối phương cái cơ hội để bày tỏ lòng mình. Có thể bạn sẽ thấy cuộc sống còn có nhiều cái khó khăn, nhưng hãy mạnh dạn tiến về phía trước. Tình yêu sẽ nâng đỡ bạn rất chi là nhiều nữa bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, tìm thấy tình yêu. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, hãy mở lòng mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, nhân duyên phơi phới. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, tình cảm rạng ngời.
về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Quân số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tuất á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn dễ nói những lời gây tổn thương tới đối phương. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất không hiểu được lý do người ấy lại cư xử với mình như vậy. Nhưng bản thân cũng đang quá bốc đồng nữa rồi đó bạn tuổi Tuất nhá. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tuất á, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành Tuất Mùi tương phá. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất, bạn cần phải bình tĩnh nói chuyện để tìm hướng giải quyết, tìm hiểu cái nguyên nhân. Có thể bạn đang hiểu lầm đối phương, còn đối phương thì có lý do riêng của mình, cho nên chưa thể giải thích được một cách rõ ràng cho bạn hiểu nhé. Trong ngày này, người đang còn độc thân thì mãi u mê, đi theo quân đường, lầm đường lạc lối. Người không thuộc về mình thì mãi mãi chẳng thuộc về mình. Đừng có vật này níu giữa mà chỉ khiến cho giá trị bản thân của mình bị hạ thấp hơn nhiều nữa đối bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, cần giữ lòng tự trọng. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, nên bình tĩnh giải quyết. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, cần học cách buông tay. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, chớ nên cố chấp. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, bốc đồng là hại mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi Hợi có nhiều cái điều may mắn về cái chuyện tình cảm cho mình. Và bạn tuổi Hợi, bạn có được hạnh phúc khi được nâng niu, chiều chuộng và biết mình luôn được yêu thương nữa rồi. Nhưng trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài giáng họa. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Hợi có thể đang bị tình yêu chia mắt mà bị quên mất rằng mình cần phải tỉnh táo hơn trong cái chuyện tiền bạc, mua sắm những thứ không thực sự cần thiết. Cái điều này làm cho bạn đang như là ném tiền qua cửa sổ đó nhá. Với bạn tuổi Hợi, bạn nên có kế hoạch về tài chính rõ ràng để tránh tình trạng này lặp lại nhiều lần, có thể khiến cho bạn được tiền nên chẳng suốt là bao nhiêu. Nhưng rồi bạn có những lúc túng thiếu nên có khả năng tích lũy từ bây giờ đi bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, tiền bạc tổn hao. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, tình cảm dạt dào. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, dễ mất tiền hao của. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, chi tiêu thiếu hợp lý. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, được chiều chuộng yêu thương. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa ngày nhé. Xin chào và gặp lại.